cách nhanh nhất để giúp cho bạn cải thiện cuộc sống và bứt phá về tài chính. Bao nhiêu anh chị thích một cuộc sống đó là mình mở mắt thức dậy và mình sống một cuộc sống rất tự do và không cần phải có một khuôn mẫu nào cả. Trước đây Phương cũng đã từng là người như thế. Phương không hề có một kế hoạch nào khi mà mình thức giấc mỗi ngày cả. Đại khái là mình làm việc theo ngẫu hứng. Mình thức dậy và nếu như hôm nay mình cảm thấy tâm trạng vui vẻ thì mình đọc sách. Nếu mà hôm nay mình cảm thấy mình nhiều năng lượng thì mình sẽ đi tập thể dục. Nhưng cái ngẫu hứng đó không có nhiều. Thường thì mình thức dậy và mình sẽ nhanh chóng lao đầu vào công việc. Và mình đi lo những cái chuyện của người khác thay vì mình nuôi dưỡng cho tâm trí và cơ thể của mình. Và nếu như anh chị đang là cái người đi làm văn phòng thì chúng ta thấy đây là cái mô típ mà chúng ta thường hay làm. Thức giấc dậy, lao đầu vào bếp, nấu cơm, gọi các con dậy, sau đó nhanh chóng quần áo và đi làm. Và sau đó chúng ta cảm thấy mình lao đầu vào công việc, mình rất nhiều vấn đề và mình cảm thấy một ngày dài khi mình trở về nhà nó rất là mệt mỏi, nó không có nhiều năng lượng. Và cứ ngày qua ngày như thế, và cuối cùng mình làm ra bao nhiêu tiền thì cũng đi hết bấy nhiêu. Còn nhiều anh chị thì sống một cuộc sống tự do hơn, mình làm công việc tự do, mình kinh doanh tự do, và mình cho phép mình thức giấc vào trễ hơn hoặc sớm hơn tùy cái ngẫu hứng của mình. Sau đó mình dậy, mình cầm điện thoại, mình lướt điện thoại, mình lướt rất là nhiều các trang mạng để mà mình có thể cho mình cái sự giải trí hay đọc những cái tờ báo lá cải. Thì đó là những cái thói quen làm cho chúng ta cảm thấy hao hụt nhiều năng lượng, mình không có nhiều ý tưởng để phát triển, và kèm theo đó là tiền tài của mình cũng không bao giờ thay đổi. Mình cũng không có biết được một chiến lược nào tốt hơn để mình có thể làm việc hiệu quả và gia tăng dòng tiền. Khi mà Phương thay đổi được cái thói quen và cuộc đời của Phương đã thay đổi, đó là mình đã sở hữu cho mình một cái doanh nghiệp rất là lớn, tạo ra nhiều nguồn thu nhập và giúp cho mình tự do. Mình đã đi được những cái nơi mà mình thích, sở hữu và đứng tên những cái tài sản mà mình muốn. Và mình có một phong cách sống nó nâng tầm hơn rất nhiều. Đó là khi mình có một kế hoạch cho một ngày mới. Vậy thì các anh chị, chúng ta đừng có sống một cuộc sống tự do nữa. Nếu anh chị tự do thì bây giờ chúng ta không có sở hữu một cái gì trong tay cả. Chính vì vậy, hãy luôn có sự chuẩn bị cho cuộc đời của mình. Mà để cho cuộc đời tươi mới thì chúng ta thiết kế cho một ngày hiệu quả. Trước khi đi ngủ, chúng ta hãy viết ra một số những cái điều quan trọng. Mỗi ngày khi mà mở mắt thức dậy là mình đã có ngay cái bản kế hoạch và mình không cần phải suy nghĩ mình cần phải làm gì. Hãy thiết kế cho mình dậy vào lúc buổi sáng sớm. Hai thứ mình cần nuôi dưỡng đó là tâm trí và cơ thể. Về cái hoạt động tâm trí, chúng ta có thể chọn những cái hoạt động như là những cái thói quen mà Phương thường làm, đó là viết lòng biết ơn, thực hành lòng biết ơn với những điều mình muốn, thực hành lòng biết ơn với những gì mình đang cảm nhận. Sau đó mình sẽ ngồi tĩnh tâm và sau đó mình tham gia và mình đọc sách, cũng như là mình có một cái môi trường để mình cho đi những cái giá trị hoặc là nạp những cái giá trị cho những cái điều mà mình thật sự cần trong cuộc sống, về tiền bạc, về cách quản lý tiền, về cách để mà mình cân bằng những cái mối quan hệ xung quanh mình hay cách mình làm kinh doanh. Nếu như mà chúng ta không biết là mình muốn gì, mình có mục tiêu gì thì các anh chị cũng sẽ đừng có đọc sách hay là học bất kỳ điều gì, vì nó sẽ phí phạm thời gian của mình và mình cảm thấy nghi ngờ khi mình thấy kiến thức mình học nhiều và mình không có cái sự tăng trưởng. Cái thứ hai chúng ta cần làm đó là nuôi dưỡng cơ thể của mình bằng những cái hoạt động thể thao. Có thể bạn chọn tập yoga, có thể bạn tập gym, và bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái bữa ăn sáng giàu dinh dưỡng và chất đạm để giúp cho bạn sẽ luôn có cái nguồn năng lượng tươi mới và tràn trề sức sống khi bạn làm việc. Nhờ như thế thì bạn sẽ có nhiều ý tưởng hơn, bạn sẽ có nhiều năng lượng hơn và làm việc hiệu quả hơn. Hãy tin Phương đi, chúng ta chỉ cần kỷ luật một thời gian rất là ngắn, đâu đó khoảng tuần vài tuần, thì các anh chị sẽ thấy tiền bạc của chúng ta đã có sự thay đổi rồi. Và hãy hình dung 365 ngày hiệu quả thì sẽ mang cho bạn một cuộc đời mới. Nếu như bạn chưa có môi trường để rèn luyện thì hãy tham gia kỷ luật cùng Phương. Phương sẽ gửi tặng cho các anh chị những cái bản thiết kế vào ngày mới để giúp cho